Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 1946 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Gia Toan Ê Nhôn, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 20 tháng 3 năm 2020. Trước đó, đồng chí Gia Toan Ê Nhôn là ứng viên đạt kết quả cao nhất trong số 4 người tham gia bảo vệ chương trình hành động tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, chúc mừng đồng chí Gia Toan Ê Nhôn và tin tưởng với các giải pháp đã trình bày trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Gia Toan Ê Nhôn sẽ gương mẫu, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ huyện, nắm chắc thực tiễn cơ sở, cùng Ban Thường vụ Thường trực Huyện ủy Buôn Đôn đoàn kết bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện.